xem trực tiếp World Cup 2018 ngày 20 tháng 6 tại đây. Ronaldo bắn phá Maroc, Tây Ban Nha gặp Iran, Uruguay đối đầu với Ả Rập Xê Út. Ngoài việc cung cấp cho các fan hâm mộ bóng đá kênh truyền hình phát trực tiếp 3 trận đấu của vòng loại World Cup 2018 đêm nay, chúng tôi còn hỗ trợ các bạn link xem trực tiếp Internet phía dưới video này. Các bạn có thể kéo xuống lấy link xem các trận đấu. Ngoài ra các bạn cũng có thể tải các ứng dụng xem World Cup 2018 như VTV Go hoặc FPT Play về điện thoại, theo hướng dẫn dưới đây. Đầu tiên là lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp World Cup 2018 tối 20 tháng 6, rạng sáng 21 tháng 6. 19 giờ ngày 20 tháng 6, Bồ Đào Nha gặp Maroc trên kênh VTV6 và VTV6 HD, HTV Thể thao, HTV1, HTV4. 22 giờ ngày 20 tháng 6, Uruguay đối đầu Ả Rập Xê Út trên kênh VTV6, VTV6 HD, HTV9, HTV Thể thao, HTV1, HTV4. 1 giờ ngày 21 tháng 6, Iran đối đầu Tây Ban Nha trên kênh VTV3, VTV3 HD, HTV9, HTV7, HTV Thể thao, HTV1, HTV4. Ngoài ra, nếu các bạn không thể xem trực tiếp trên VTV thì có thể xem qua Internet bằng các link sau. Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha và Maroc 19 giờ ngày 20 tháng 6. Link xem trực tiếp Uruguay gặp Ả Rập Xê Út 22 giờ ngày 20 tháng 6. Link xem trực tiếp Iran gặp Tây Ban Nha 1 giờ ngày 21 tháng 6. Tất cả những link này đã được đính kèm ở dưới phần mô tả và bình luận của video này. Các bạn hãy kéo xuống để lấy link xem trực tiếp. Ngoài ra, người dùng có thể cài đặt hai ứng dụng trên di động là VTV Go và FPT Play để xem trực tiếp World Cup 2018. Trên cả hệ điều hành Android và iOS đều có hai ứng dụng này. Các bạn có thể tải về từ CS Play hoặc App Store để xem bóng đá. Dưới đây chúng tôi cũng đã cung cấp hệ điều hành Android, link tải VTV Go và FPT Play. Cùng với đó là hệ điều hành iOS của iPhone, iPad, cũng là link tải VTV Go và FPT Play. Các bạn có thể kéo xuống để tải các ứng dụng này về điện thoại. Nhận định các trận đấu đêm nay, Bồ Đào Nha gặp Maroc 19 giờ ngày 20 tháng 6, sân Luniski. Bồ Đào Nha với sự tỏa sáng của Ronaldo đã chơi một trận sòng phẳng trước Tây Ban Nha ngày ra quân. Kết quả hòa 3 đều là kết quả đẹp cho cả hai ứng cử viên hàng đầu của hai tấm vé đi tiếp ở bảng B. Ngược lại, Maroc có sự khởi đầu không thực sự may mắn khi tạo ra thế trận lấn lướt trước Iran, nhưng rồi lại thua vào phút cuối trận bằng một bàn phản lưới nhà. Muốn nuôi hy vọng đi tiếp, Maroc buộc phải đánh bại Bồ Đào Nha. Và điều này dường như không tưởng. Dự đoán 2-1 cho Bồ Đào Nha. Uruguay đối đầu Ả Rập Xê Út 22 giờ ngày 20 tháng 6, sân Rostov. Uruguay dù phải vất vả mới vượt qua Ai Cập trong ngày ra quân, nhưng quan trọng là mục tiêu giành 3 điểm của đội bóng Nam Mỹ đã đạt được. Chiến thắng trước một đội bóng quá yếu như Ả Rập Xê Út ở trận thứ 2 là điều nằm trong tầm tay của thầy trò Oscar Tabaret, và nó sẽ giúp Uruguay cầm chắc tấm vé đi tiếp. Dự đoán 3-0 cho Uruguay. Tây Ban Nha gặp Iran 1 giờ ngày 21 tháng 6 sân Kazan. Nếu Ronaldo không quá xuất sắc, Tây Ban Nha đã có chọn 3 điểm trước Bồ Đào Nha. Dù không thể chiến thắng, song nhìn vào lối chơi của nhà vô địch World Cup 2010, quả thực đây là đội bóng sẽ còn tiến sâu ở giải đấu. Đánh bại Iran là nhiệm vụ không quá khó khăn với đoàn quân của người đóng thế Fernando Hierro. Vấn đề người ta chờ đợi ở trận này là tỷ số bao nhiêu mà thôi. Dự đoán 4-0 cho Tây Ban Nha. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dự đoán kết quả Uruguay gặp Ả Rập Xê Út World Cup 2018, đẳng cấp chênh lệch. Uruguay được đánh giá cao hơn, nhưng họ không dễ có chiến thắng đậm trước đại diện châu Á Ả Rập Xê Út 22 giờ ngày 20 tháng 6. Nếu như ở trận giao hữu cách đây 4 năm, nhà cái chỉ đưa ra mức chênh lệch 0-1, 1/4, thì đêm nay chỉ số ấy được nâng lên thành 2 hòa. Không những vậy, điểm ăn của Uruguay còn thấp hơn nhiều so với Ả Rập Xê Út, 0,84 so với 0,91. Điều đó phần nào cho thấy sự khác biệt về trình độ giữa hai đội ngày càng được nới rộng. Nói cách khác, với việc niêm yết mức chênh lệch 0-2, đội ngũ thiết lập của nhà cái đang dành cho La Celeste sự tôn trọng rất lớn. Uruguay được đánh giá cao hơn Ả Rập Xê Út khá nhiều. Đây là điều dễ hiểu, bởi dù khá vất vả, nhưng với đẳng cấp của mình, Uruguay vẫn bỏ túi 3 điểm trong trận ra quân, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 4,
thắng 3 hòa 1. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út gây thất vọng cùng cực bằng thất bại 0-5 trước Nga. Nếu tính cả quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup, thì đây là trận thua thứ tư liên tiếp của họ, bị xé lưới trung bình 3 bàn một trận. Với tương quan đó, Uruguay rõ ràng là sự lựa chọn hợp lý. Thống kê trước trận đấu Uruguay và Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út từng thua Uruguay với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu năm 2006. Thành tích thi đấu gần nhất của Uruguay gồm có 3 trận thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Ả Rập Xê Út chỉ có 1 trận thắng, hòa 2 trận và để thua đến 3 trận trong 6 trận gần nhất. Uruguay có 2 lần đoạt chức vô địch World Cup, tuy nhiên thực lực của đội tuyển này không được giới chuyên gia đánh giá quá cao. Tại World Cup 2014, Uruguay chỉ vào được đến vòng 1-8. Ả Rập Xê Út giành quyền tham dự World Cup tổng cộng 4 lần, trong đó thành tích cao nhất mà Ả Rập Xê Út có được là đi vào vòng 1-8 của World Cup 1994. Thông tin đội hình Uruguay và Ả Rập Xê Út. Uruguay: Muslera, Cereset, Godin, Ferreira, Jimenez, Vecino, Arrascaeta, Nandes, Betancourt, Suarez, Cavani. Đội hình Ả Rập Xê Út: Al-Mayoush, Osama Hawazqi, Ansarani, Omar Hassawi, Ansbouras, Anjassim, Ansari, Anfaraj, Andassari, Ostay, Ansalawi. Dự đoán tỷ số bóng đá: Uruguay 4, Ả Rập Xê Út 1. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dự đoán kết quả Tây Ban Nha gặp Iran World Cup 2018, chiến thắng dễ dàng, xứng danh cựu vô địch. Chúng tôi xin dự đoán kết quả tỷ số Iran và Tây Ban Nha. Trận đấu diễn ra lúc 1 giờ ngày 21 tháng 6 trong khuôn khổ World Cup 2018. Tây Ban Nha đã để hòa 3 đều trận đầu tiên, nhưng họ được dự báo sẽ có một chiến thắng dễ dàng. Nhà cái đưa ra tỷ lệ chấp 1/3 dành cho Tây Ban Nha, điều đó chứng tỏ họ rất tin vào khả năng chiến thắng của đội bóng châu Âu. Ở kèo tỷ số tài xỉu, tỷ lệ thông thường được đưa ra là 2,5. Nhưng việc đặt kèo xỉu nhận ít tiền hơn kèo tài đang cho thấy xu hướng nổ xỉu trong mùa World Cup năm nay. Đây là những tỷ lệ hết sức hợp lý. Sau lượt trận ra quân, Tây Ban Nha buộc phải thắng trận này, nhưng họ cũng đủ khả năng để làm điều đó. Trong khi đó, nếu không có pha phản lưới nhà của cầu thủ Maroc, thì Iran cũng chẳng có cơ hội nào để lập công. Đó là chưa kể ở trận tới, người bắt gôn sẽ là De Gea. Sau trận hòa Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha sẽ cần hiệu số tốt để cạnh tranh ngôi nhất bảng, nhưng không vì thế mà họ sẽ muốn ghi thêm nhiều bàn nếu đã dẫn trước. Trong khi đó, nếu thua thì Iran cũng muốn thua thật ít bàn thắng khi họ đã có 3 điểm đầu tiên. Nên chọn số 1 xỉu. Nên chọn Tây Ban Nha. Dự đoán tỷ số 2-0. Nhận định chung Iran và Tây Ban Nha. Đội tuyển Tây Ban Nha vừa có trận hòa 3 đều trước Bồ Đào Nha ở lượt trận đầu tiên. Đây là kết quả chấp nhận được đối với đại diện châu Âu. Trên thực tế, họ được đánh giá cao hơn đối thủ một chút. Ở trận đấu đó, Tây Ban Nha thi đấu ấn tượng, kiểm soát thế trận và áp đảo đối thủ. Họ chỉ thua vì sự xuất sắc của Ronaldo và sai lầm của các hậu vệ. Tây Ban Nha rất mạnh và họ khó có thể thay đổi nhân sự. Koke nhiều khả năng vẫn sẽ đá chính ở trận này, dù Thiago cũng đã có màn thể hiện không tồi. Ở tuyến dưới, Nacho sẽ vẫn thi đấu ở cánh phải, bởi Cavahan vẫn chưa hồi phục chấn thương. Trong khi đó, Iran sẽ không có nhiều sự thay đổi so với trận thắng lịch sử trước Maroc. Trụ cột Said Ezzatohalli trở lại sau án treo giò, nhưng nhiều khả năng anh sẽ vẫn ngồi dự bị trận này. Thống kê Iran gặp Tây Ban Nha. Iran giữ sạch lưới 13 trên 14 trận đối đầu gần nhất ở đấu trường World Cup, tính cả vòng loại. Iran bất bại 19 trận đấu gần nhất ở đấu trường World Cup, tính cả vòng loại. 11 trận đấu gần nhất ở đấu trường World Cup của Iran kết thúc ít hơn 2,5 bàn thắng, tính cả vòng loại. Tây Ban Nha bất bại 12 trận đấu gần nhất ở đấu trường World Cup, tính cả vòng loại. 7 trên 8 trận ở đấu trường gần nhất World Cup của Tây Ban Nha kết thúc nhiều hơn 2,5 bàn thắng, tính cả vòng loại. 8 trên 9 trận đấu gần nhất của đấu trường 8 trên 9 trận đấu gần nhất ở đấu trường World Cup của Tây Ban Nha, đội bóng này ghi hơn 2 bàn thắng, tính cả vòng loại. Đội hình dự đoán: Iran, Beranvan, Safi, Pula Ingahi, Chasmi, Real Ians,
Ebrahimi, Ansari Fat, Amiri, Sojaez, Jahan Spas, Amuns, Tây Ban Nha, De Gea, Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, Nacho, Iniesta, Busquets, Koke, Silva, Costa, Isco. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.